em nghe đồn anh Vanh mới đi những quân sự mà. Sao rồi? Đang đi tù mà anh ơi. Ông hàng xóm nhà em thụ án chung mà. Em nghe nói mới đi lấy vợ, chắc chui vào trại nào to đạn vương rồi. Đi nghĩa vụ quân sự rồi. Ông tưởng là đi tù chứ. Đâu, người ta làm gì đi tù? Đi nghĩa vụ quân sự rồi anh ạ. Em nghe đồn là anh ấy đi nghĩa vụ quân sự. Thôi bạn có thể cho mình biết mảnh đất của người đang ở đâu không? Em có thể trả lời bằng phong cách hip hop được không? Gì 2 năm rồi. Đây là học viện YouTube. Em đã học tập và làm việc ở đây được 9 năm rồi. Trong thời gian em hôn mê đã có rất nhiều các YouTuber đã phá đảo các kỷ lục. Em phải nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, nếu không là kênh của em sẽ bị đóng băng nhảy mất, hiểu chưa? Tại sao cả lớp làm bài tập về nhà đều được 1 triệu view mà riêng em lại được có 100k view? Thôi em cút về đi, đừng làm tốn chất xám của tôi nữa. Cút đi. Không bao giờ anh
bài hát mới thôi em. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ra tôi là ai rồi? Hay quá, vậy thì mình tiếp tục sáng tác thôi em trai. Nhưng chị là ai? Tại sao tôi phải nghe lời chị? Tao là đại diện của YouTube, mày thử nghĩ xem thực sự mày cần gì. Để rồi xem nghệ sĩ sáng tạo của chúng ta làm được gì nào. Đi.
không có tiền thì làm clip kiểu gì nhỉ? Thì mua Việt Lọt, tàu nhà tàu ô tô. Mua Việt Lọt ở mô? Ở mô mô, mua Việt Lọt, tàu nhà đổi ô tô. Chúng thật không đây để còn lấy tiền làm clip?